Xin chào cả nhà, ngày hôm nay thì gia đình em ăn bún đậu mắm tôm. Bây giờ mời tất cả mọi người nha. Chi đây. Để mình gắp bún nha. Rồi, xong. Rồi, để mình gắp bún cho con nè. Nè, ba ăn bún không? Hả, nhiễu hả? Ok, nhiễu rồi. Rồi, nhiễu rồi. Chê hả? Không ăn hả? Ăn gì vô quá. Vô quá, để ăn tùm lum. Nè, thịt nè. Tôm nè. Thịt đó, rồi ăn đi. Thịt đó. Cái này không ăn được, cái này bỏ. Còn cái này dòi, dòi chưa hả? Rồi. Cái gì nữa? Tôm không? Rồi, được rồi. Ăn hết. Ông chú, kệ ông chú đi. Kệ ông chú. Nè, rồi. Chấm một cái các bạn ơi. Xong rồi. Gói nha, bây giờ bắt đầu mình gói nha. Rau này là ngoài cây nhà lá vườn á mọi người. Hái ngoài vườn mới vô. Nãy ông xã không thấy mình đi ngoài hái cái bị mưa. Anh dành cho anh hái. Nó tới mùa thu rồi, cái rau nó cằn hết rồi mọi người. Còi cọc hết trơn. Bữa nay rủ ảnh ngồi ăn, ảnh ngồi kế bên. Chứ mà bữa ảnh không có chịu ngồi ăn đâu. Để hai mẹ con ngồi ăn không ạ? Gớt hả? Gớt rau hả? Đụng rau lên. Rồi, đây mời mọi người nha. Đấy, gớt đũa. Gớt đũa. Rồi. Chấm một cái nè. Chấm một cái các bạn ơi. Ta kia đó. Một ta kia. Đó. 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 Mời hả? Mà cô chú giỏi quá. Mà cô chú. Đúng rồi, mà cô chú. Mà nhà bà. Mà cô chú. Quá trời giỏi luôn. Mà hít ra. Hả? À, mà cô chú. Cái này là đáng lý ra phải bắt con, bắt từng con từng con. Nước mắm vừa ăn anh, mắm á, mắm nêm á. Mặn không? Mặn không? Hơi mặn. Hơi mặn hả? Nêm đường hả? Nãy mới đi lấy đường á hả? Có trái ớt nè. Đây nè. Mắm chứ. Anh ngồi anh thích, anh thích ngồi quậy vậy thôi à. Thường ăn là sẽ đút thêm ở ngoài thôi, chứ còn lên video là thích quậy gì đó. Có bữa nào giỏi lắm thì mới ăn thôi. Tôm. Ăn thử miếng ớt là nó cay không? Ớt không cay. Nó thơm thơm. Nó giống như là giống như ớt ớt chua nhỉ. Giống như cái mùi thịt ớt chua mà anh. Ừ.
Chút hả? Ừ, chút đi. Cầm lên. Cái món này tính ra làm cũng lâu quá anh, đâu màu lắm. Lê quay luộc thịt xong rồi luộc vào trường, cái này vào trường mọi người. Với anh xã không muốn ăn thêm tôm, cái luộc thêm tôm nữa. Mà mấy cái này phải luộc riêng để luộc chung nó hôi. Rồi xong rồi cái luộc bún rồi nữa. Lê quay rồi làm nước mắm nữa. Là rồi lọc rau, rửa rau. Cả tiếng, hai tiếng đồng hồ mới làm xong. Ăn thịt không? Yeah. Ăn gấp nguyên cục luôn ấy. Dễ mà anh ăn. Đó ngon nhất là cái phần mà dò trường này nè. Bữa nay mình không có ăn tàu hủ của bà nha. Mình không ăn tàu hủ, ăn gì thôi. Cá xin. Cá xin. Ngon quá. Ngồi ra nữa nè. Ôi vô Duyên. Tự nhiên. Tự nhiên đuổi mẹ hả? Nước. Nước đó. Phá đó. Đúng rồi. Nướng quay rồi nè. Quay nữa. Quay nữa. Dậy đi. Quay nữa được ba. Chứ xong, rồi xong rồi. Hết rồi, được ba. Hết rồi. Hai cho con nhau dễ sợ. Hết rồi. Đổ. Đó, anh đi. Ba ăn, đổ vô. Bấm nè. Không. Bấm thôi. Không quậy của ba quá à. Anh không có mở ra là sợ. Đổ. Ba đang cuốn mà, con dở luôn rồi sao ba cuốn. Hên rồi. Đừng làm ba giận nha. Hên rồi. Ba giận ba bắt ba bỏ phòng. Nhốt lại. Hả? Nhốt lại hên rồi ha. Dạ, gấp nó chừng. Ăn không? Ba cuốn cho ăn. Chúc cho ăn, ăn cơm. Ăn dặm đi. Cái này anh không hảo rồi. Ớt hả? Tôi ba đi. Cá. Ừ.
chưa hay gì. Bún. Cho nói đi, bún. Miếng ớt à? Nào cũng giống nhau hết mà. Này mỡ. Nó cũng là thịt heo. Này mỡ nhiều. Cũng là heo. Ăn mỡ cho bổ mỡ hả? Cắt này phải cắt xếp xéo rồi cắt cục bằng cái do rồi. À cái này hả? Cái giờ trường em chỉ cắt được gì thôi hả? Tại nó xoắn xoắn tròn tròn mà đâu cắt xéo được. Ăn đúng đã luôn. Ngon không? Cái gì ngon không? Mẹ làm ngon ha anh gì ha. Mẹ làm ngon mà anh gì không ăn? Có ăn nữa hả? Anh gìn gìn anh đúc thịt là thịt luộc cho con ăn anh. Nãy anh đứng chơi chơi cái em đứng gìn gìn anh đúc thịt luộc cái gì cơ? Các con này ăn gì nè, con này ăn gì, con này ăn gì, nói mày nghe, này ăn gì, để xuống hả? Tôm. Con tôm. Ăn hết cái nước ngọt rồi mọi người. Nào, này hả? Nè, 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 anh đi. Nữa không? Nữa, nữa nè. Nè, miếng nữa nè, nè. Yeah. Đi rồi. Đi rồi cô chú ơi. Anh nghỉ chê rồi. Mèo chê mỡ rồi. Cao quế nè. Nè. Quế gì cũng hơn cái này ăn cay. Ăn cay uống lưỡi gì đó. Mình hãy quên tắt uống lưỡi. Uống lưỡi hết rồi. Đó hả? Tàn hết. Vậy vậy? Ừ. Nó giả từ rất trở lại vậy. Ừ. Nó tàn, nó còi cọc, nó chỉ có hai cái lá ở trên. Chút nè con. Không có thọc tay vô, hôi lắm. Hả? Hôi. Thúi. Rồi, xong, no đây rồi, tất cả mọi người ơi. Em thèm là cả tuần, hai tuần nay rồi đó, mà bữa nay mới có thời gian rảnh làm. Rồi, em sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Nếu các bạn yêu thích kênh của hai bà con em, nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh hai bà con em nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.